Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ha Ji-won bị ung thư năm 27 tuổi, trải qua hai cuộc phẫu thuật. Bà Xã Trấn Thành lần đầu chia sẻ với truyền thông việc mình bị ung thư tử cung vào năm 2012 và phải điều trị một năm mới khỏi. Nhìn bề ngoài Ha Ji-won năng động, đầy sức sống ít ai biết, cô từng bị bệnh ung thư tử cung 27 tuổi. Đại diện truyền thông của Ha Ji-won cho biết, nữ ca sĩ phát hiện ra bệnh trong một lần đi khám sức khỏe khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Bà Xã Trấn Thành đã chia sẻ bệnh trong một năm và trải qua hai lần phẫu thuật tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Ha Ji-won phát hiện mình bị bệnh sớm, chữa trị kịp thời đã khỏe mạnh. Đại diện truyền thông cho biết, hiện cô đang tập trung cho công việc, nhưng cũng không quên tập thể dục, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe. Người đại diện cho biết thêm, Ha Ji-won đã trải qua những tháng ngày tưởng như khó qua khói khi nhận được thông tin của bác sĩ. Cô cảm giác bầu trời như sụp đổ và không tin căn bệnh này lại đến với mình quá sớm như vậy. Cô đã chia sẻ thông tin với mẹ và gia đình. Trước khi lên bàn mổ, giọng ca anh cứ đi sợ rằng mình không qua khỏi vì căn bệnh ung thư quái ác. Đại diện của Ha Ji-won nhấn mạnh, nữ ca sĩ cùng ông Xã Trấn Thành quan tâm và chăm sóc từ khi cả hai gắn bó. Nam danh hài thường xuyên mua thuốc bổ và dành thời gian tập thể dục cùng vợ. Nói về cuộc sống bên gia đình chồng, Ha Ji-won cho biết cô không bất cứ khó khăn gì. Nữ ca sĩ không biết nấu ăn, không khéo sắp xếp nhà cửa, nhưng bà mẹ chồng vì thế phàn nàn. Ngược lại, tuy được mẹ chồng chăm sóc, yêu thương và ủng hộ công việc làm nghệ thuật tuyệt đối, cô từng chia sẻ. Ha Ji-won là một ca sĩ diễn viên, người mẫu và dẫn chương trình. Cô là người Hàn gốc Việt. Ha Ji-won có tên thật là Lưu Thát, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1985, là một nữ ca sĩ diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình, người Hàn gốc Việt. Ha Ji-won được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hàn Quốc. Tên của Ha Ji-won tiếng Hàn là nghĩa là mong muốn điều gì sẽ đến như vậy. Khi ở Hàn Quốc, Ha Ji-won là thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2012, có tên là Kiếp. Hiện tại Ha Ji-won sinh viên khoa học Việt Nam, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Ha Ji-won là người chơi trong cuộc thi kỳ thú năm 2013 cùng bạn trai là Đinh Tiến Đạt. Cùng chính chương trình đó, cô được khán giả truyền hình cả nước biết đến rộng rãi hơn qua tập phim Cuộc Hành Trình Cô Mà Trải Qua. Ngoài việc học tập, Ha Ji-won có nhiều hoạt động trong giới nghệ thuật như phát hành địa hơn mang tên Hoa Tuyết, biểu diễn trên một số sân khấu, ca nhạc như chương trình Mai Vàng Kết Nối. Ha Ji-won có thể hát 3 thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh. Ha Ji-won còn tham gia đóng phim Chàng Trai Năm Ấy cùng Sơn Tùng. Sau khi chia tay Tiến Đạt, cô hẹn hò với MC Trấn Thành và cả hai đã kết hôn vào cuối năm 2016.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.